bạn nha. Hôm nay Hoàng sẽ review con Accent 1.4 đặc biệt phiên bản AT màu đen nha các bạn. Đây Accent 1.4 đặc biệt màu đen. Đây. Con này có kích thước tổng thể nó dài rộng cao bao gồm nha các bạn. Chiều dài là 4m440 và chiều rộng là 1m729 và chiều cao là 1m460. Các bạn thấy không, bản 1.4 đặc biệt ở phía trước thế lưới tản nhiệt nó được mạ rơm nha các bạn, mạ rơm sáng bóng luôn đó, mạ rơm sáng bóng luôn. Đây là bánh mâm la giang nha các bạn, la giang hợp kim 16 inch, hai bánh mâm la giang hợp kim 16 inch nha các bạn. Và thông số của lốp xe nó là 195 sẹt 55 R16 nha các bạn. 195 sẹt 55 R16. Loại đặc biệt này nó có cửa sổ trời này nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Cửa sổ trời. Có cửa sổ ở trời nha các bạn. Đây, phải mở cửa bằng một nút nhấn nha các bạn, khá thông minh. Và ở sau mình nhìn cái đít nó nha các bạn. Đây. Ở sau mình nhìn cái đít nó. Bạn thấy không? Thử mở cốp ra cho bạn coi nha. Đây nó rất là rộng, bạn thấy không, nó rất là rộng đây. Dưới bánh xe cua à. Bánh xe cua. Đuôi đẹp quá trời các bạn ơi. Để không vào bên trong của xe nha các bạn, bên trong xe. Cái này ghế chỉnh tay nha các bạn, ghế chỉnh tay. Ghế bọc da nha các bạn, da. Chỉnh tay và bọc da. Kiến thì chỉnh điện nha các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy tên thanh cửa nè, kính chỉnh điện nha. Đó. Đây là bảng tự động nha các bạn. Bảng tự động. Đây, khởi động bằng một nút nhấn. Bạn thấy không? Khởi động bằng một nút nhấn. Này chỉ có một dàn lạnh nha các bạn. Đây, một dàn lạnh. Một dàn lạnh. Đây là cửa sổ trời. Các bạn thấy không? Cửa sổ trời. Đây tên vô lăng thì thích hợp nghe gọi điện thoại và tăng giảm volume. Đó, các bạn thấy không? Tăng giảm volume, chuyển đổi chế độ bài hát. Bên phải có vô lăng thì có chế độ ride control thiết lập lập trình cho tốc độ. Vô lăng này được bọc da nha các bạn, được bọc da. Đây chỉ thích hợp vào tăng giảm độ sáng có tấp lơ thôi. Đó, tăng giảm độ sáng tấp lơ thôi. Hạn chế trơn trượt. Đây là màn hình chế độ kết nối, cái này kết nối Bluetooth, kết nối Bluetooth USB
và cổng AUX nha các bạn. Bên là sạc điếu. Đây là mồi thuốc. Đây là mồi thuốc nha các bạn. À, đây mồi thuốc. Ở đó giờ Hoàng cũng không biết cái này nữa. Thì giờ Hoàng thử cái điếu mồi thuốc cho các bạn coi nha. Đó giờ Hoàng cũng không biết cái này là điếu mồi thuốc. Giờ Hoàng mới biết nè. À, mình muốn mồi thuốc á, mình bỏ vô mình nhấn. Mình nhấn nó khoảng chắc tầm 1 phút á. Đó, 1 phút là khi nào nó đủ rồi cái nó nhảy ra, kêu tắt cái nhảy ra. Đó, bây giờ giờ lửa nó đổ quét ra nha các bạn. Rồi mồi thuốc. Đó. Này Hoàng cũng mới biết à. Làm xe mà mới biết thì dở quá. Còn cái này là cái đầu gạt đằng thuốc nha các bạn. Đây gạt đằng thuốc. Gạt thuốc đầy lại. Đó, trên đây nó có cái in hình đứa thuốc à. Đây là phiên bản tự động. Phiên bản tự động. Rồi, cái gì vậy ta? Cái nhà học đựng đồ. Học đựng đồ có thể trượt lên trượt xuống để mình tì tay được nha các bạn. Tì tay. Còn trong trong cái học đựng đồ bên ghế phụ đây nè các bạn. Đây, học đựng đồ ghế phụ. Đây là cái quạt làm mát. À, các bạn có thể bỏ chai nước lọc hay chai nước suối vô đây á, thì sau khi mình chạy một thời gian thì cái ngăn này nó sẽ làm lạnh nha các bạn, làm lạnh làm mát cái chai nước của mình đó. Các bạn thấy cái quạt làm mát không đó, nó có chức năng đó. Rồi các bạn nhìn sơ qua cái ghế ở sau nha các bạn. Đây ghế ở sau còn mới, xe mới còn bọc ni lông nên các bạn không thể mà tháo ra từng môi móc từng chi tiết cho các bạn xem nha. Thôi còn cái gì nữa ta? Này ghế chỉnh tay rồi, chỉnh tay. Có lẽ cái dòng Accent này chỉ nhiêu đó thôi. Accent như đó thôi. Ờ, để bạn xuống ghế sao. Đây Hoàng xuống ghế sao ngồi rồi đấy. Cô gói Hoàng đây còn khoảng tắt nữa. Cũng rộng nha các bạn, rộng. Đó. Ở sau phía đây có một cái chỗ để mình sạc nha các bạn. Nguồn 12V. Một cái nguồn để mình sạc cho người sao. Cái này thích hợp như 4 người. 5 người thì quá chật. Dòng này 5 người thì quá chật nha các bạn. À. Dòng Accent thì nó chỉ tới đó thôi, chứ nó không như các dòng khác là ghế phải chỉnh cơ. Ở ghế phải chỉnh ghế 10 hướng, ghế chỉnh 10 hướng. Nó không như các dòng cao cấp khác phải là ghế chỉnh 10 hướng. Nhưng đối với dòng Accent này giá cũng trung bình thì điều kiện của mình xài cũng được rồi nha các bạn. Được rồi, có cửa sổ trời đây. Đó. Cửa sổ trời. Hỗ trợ dòng này hỗ trợ đầy đủ các tính năng về an toàn như chống bó cứng ABS nha các bạn, đầu cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hỗ trợ phanh điện tử EBD, ổn định chống trượt thân xe nha các bạn. Dòng này có 6 túi khí, dòng đặc biệt có 6 túi khí, còn dòng bình thường thì nó chỉ có 2 túi khí thôi nha các bạn. 2 túi khí rồi. Trong này 6 túi khí. Các bạn thấy không? À, đây một túi nè. Đây một túi. Ở bên phụ một túi. Và ở trên bên tài phụ một túi nữa, 3 túi. Hai vô lăng cái nữa, 4 cái.
Còn hai cái nó giấu đâu rồi? 6 cái, 6 túi khí lần nhân bạn. Còn hai cái nữa.